Trong cuối tuần qua, Lady Gaga đã đến Nhật Bản để quảng bá cho album mới của mình. Và trong lần này, cô đã dắt theo 4 cô nàng Lady Gaga bản sao nữa. Thật ra, Lady Gaga đã đến Nhật Bản từ hôm 26 tháng 11 và tham gia biểu diễn một trong những chương trình âm nhạc khá nổi tiếng của Nhật. Nhưng đến ngày 1 tháng 12, Lady Gaga mới tổ chức họp báo ra mắt album thứ 3 mang tên Art Pop của mình. Phát hành vào ngày 20 tháng 11, album Art Pop của Lady Gaga đã lập tức vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Hai single phát hành trước đó 3 tháng là Applause và Do What You Want cũng đã gặt hái nhiều thành công. Theo thống kê của Nielsen SoundScan, album này bán được 258.000 bản trong tuần đầu phát hành. Còn theo Billboard, 57% doanh thu của album là nhờ vào tiền bán phiên bản kỹ thuật số. Năm 2011, album Born This Way của nữ ca sĩ 27 tuổi này cũng đã thống trị bảng xếp hạng Billboard và đã bán được 1,1 triệu bản. Xuất hiện tại buổi họp báo cùng Lady Gaga là 4 con búp bê bản sao của Lady Gaga. Theo nhà sản xuất, đây là con búp bê có kích thước và hình dạng giống người nhất trên thế giới. Theo đó, khán giả có thể nghe các ca khúc của Lady Gaga bằng cách đặt mặt của mình vào ngực con búp bê này. I feel a sense of revolution.